Quý vị thân mến, trong chương trình 1001 điểm đến thú vị kỳ này, Hiếu Hạnh mời quý vị chúng ta sẽ đến với một nơi từng được mệnh danh là địa ngục trần gian. Đó là thời kỳ từ năm 1862 đến năm 1975. Nhưng mà ngày nay, nơi mà khi nhắc đến cái tên thôi, mọi người đã từng rùng mình khiếp sợ ấy đã có một sự thay da đổi thịt đến không ngờ. Và mở đầu chương trình 1001 điểm đến thú vị kỳ này, Hiếu Hạnh mời quý vị chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn những hình ảnh tươi đẹp của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Những con sóng đau thương trôi mãi miết 113 năm ngày ấy. Mà giờ đây tôi đang nghe những ngọn sóng mới. Những ngọn sóng mới dâng trào niềm tin và sức sống. Những ngọn sóng mới đập vào bờ mãnh liệt, mà cũng khoan thai như bước chuyển của thời gian. Dẫu biết là quy luật đấy về sự vận động không ngừng nghỉ của vạn vật, Côn Đảo đã thổn thức đi theo những chuyển động ấy. Thời gian cho vùng đất này nhiều trăn trở với núi non, với lịch sử, và cũng mang lại nơi đây một sức hút vô hình. Để ngày nay, nhìn về Côn Đảo là nhìn theo sự vận động vượt qua sức tưởng tượng của bao người. Vẫn còn đấy những câu chuyện khắc sâu vào đất những ngày xưa. Chuyện xưa tồn tại tạo bề dày cho câu chuyện thời nay. Và chuyện hôm nay nhờ chuyện xưa mà tăng thêm giá trị. Côn Đảo là như thế đấy. Phía tay trái của Hiếu Hạnh là hình ảnh chiếc xe kéo của chú Đảo vào năm 1924. Quý vị thân mến, trước năm 1975 thì tại Côn Đảo được sự quản lý của các chú Đảo, và tổng cộng cho đến nay thì có 53 vị chú Đảo, và vị chú Đảo cuối cùng có tên là Lâm Hữu Phương. Ông quản lý Côn Đảo từ năm 1974 đến năm 1975. Và ngày nay, mặc dù vị chú Đảo không còn, nhưng ở Côn Đảo vẫn còn lưu giữ lại những di tích liên quan đến vị chú Đảo ở đây, và đặc biệt đó là ngôi nhà này. Và khi mà đến đây thì các du khách không chỉ tham quan những danh lam thắng cảnh ở Côn Đảo, mà còn đến để thăm viếng ngôi nhà, để tìm hiểu về lịch sử ở Côn Đảo nói chung, cũng như về những sự kiện gắn liền với các vị chú Đảo ở đây. Chúa Đảo là cách gọi tên của những người đi tù ở Côn Đảo, đặt cho người quản đốc đề lao hay còn gọi là tỉnh trưởng. Bắt đầu từ năm 1862, Chúa Đảo xuất hiện làm nhiệm vụ cai trị các tù nhân. Ngôi nhà dành cho chú Đảo ở ngày nay trở thành nơi trưng bày lưu niệm về khu di tích Côn Đảo. Tại đây còn lưu giữ hình ảnh về chiếc xe kéo của chú Đảo năm 1924. Dinh chú Đảo
và nhiều hình ảnh có tính chất lịch sử khác. Khu nhà chúa đảo có tổng diện tích gần 19.000 m2, gồm nhà chính, nhà phụ và sân vườn. Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn, lừng lẫy làm cho lỡ núi non, xách búa đánh tan năm bảy đống, ra tay đập bể mấy trăm hòn. Tháng ngày bao quản thân sành sỏi, mưa nắng càng bền dạ sắc son. Những kẻ vái trời khi lỡ bước, gian nan chi kể việc con. Nơi chúng tôi đang đứng đây đã là từng nơi cụ Phan Châu Trinh cách đây hơn 100 năm đã đứng. Đó là thời gian cụ Phan bị đày ra Côn Đảo, và bài thơ Đập Đá ở Côn Lôn từ đấy mà ra đời. Một trong những hình thức lao động cho những người bị đày ra Côn Đảo là đập đá. Đây là công việc nhẹ nhất dành cho những thư sinh như cụ Phan. Từ đôi tay chuyên cầm bút chuyển sang cầm dụng cụ đập đá, cụ Phan Châu Trinh đã để lại một bài thơ cho hậu thế về ý chí làm trai khi nửa chừng lỡ bước. Phan Châu Trinh mất năm 1926, và 9 năm sau, người con gái dùng đất đỏ mang tên Võ Thị Sáu ra đời. Cũng như bậc tiền bối Phan Châu Trinh, chị Sáu không sinh ra ở Côn Đảo, nhưng chị lại đến nơi đây theo tiếng gọi của quê hương. Và ngày nay, nghĩa trang Hàng Dương khắc tên chị với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nghĩa trang Hàng Dương rộng gấp 10 lần khu nhà chúa đảo với tổng diện tích là 190.000 m2. Nơi đây có gần 2.000 ngôi mộ anh hùng liệt sĩ Việt Nam từ năm 1862 đến năm 1975. Qua hàng liễu xanh mướt, mộ phần chị Võ Thị Sáu hiện ra dễ phân biệt với những chiếc mộ khác. Người đến viếng mộ chị vào ban ngày thưa thớt, và theo như người dân ở đây, cả khách du lịch và dân địa phương thường đến viếng mộ người con gái sống mãi với tuổi 17 này vào 12 giờ đêm. Côn Đảo và những con người gắn số phận mình nơi đây lại cho chúng tôi thêm nhiều suy tư. Gió đưa hoa cải về trời, rau răm ở lại, chịu lời đắng cay. Quý vị thân mến, câu ca này hẳn là rất là quen thuộc với mỗi chúng ta, vì từ thuở ấu thơ thì chúng ta hay nghe các bà, các mẹ ru con bằng những lời ca âu yếm và thân thiết như thế này đây. Và lời ca này còn gắn liền với lại địa danh Côn Đảo, và cụ thể đó là bà Phi Yến, vợ của Nguyễn Ánh. Bà Phi Yến có tên thật là Lê Thị Râm, và cậu con trai của bà có tên là Cải. Và khi quý vị đến đây, đến hỏi những người dân ở Côn Đảo về câu chuyện của bà Phi Yến, thì quý vị sẽ nhận thấy những tình cảm của người dân dành cho bà. Chính vì vậy mà tại nơi đây, người dân đã xây nên miếu An Sơn để thờ bà Phi Yến. Và đến đây thì chúng ta còn nghe được những câu chuyện liên quan đến bà. Câu chuyện về bà Phi Yến bắt đầu vào năm 1783, khi bà bị chồng giam cầm tại một động đá trên một hòn đảo hoang vắng. Địa danh hòn bà nơi Côn Đảo được bắt đầu từ đó. Người ta còn gọi nơi đây là đỉnh tình yêu. An Sơn Miếu là một trong những cách người dân trong vùng lưu lại câu chuyện về người phụ nữ 25 tuổi lấy cái chết để giữ vẹn danh tiết với chồng. Hàng năm đến ngày 18 tháng 10 âm lịch, nhân dân Côn Đảo tổ chức lễ dỗ tưởng nhớ đến bà. Lễ đếm vào cắt hồng của bà, dở trò sạm sỡ. Trong biện thi chỉ vừa nằm trên tay bà thì bà đã kịp thời ly hôn cho dân làng bắt giam chờ xét xử. Cũng được vẹn toàn chính tiết, số phận đã an bài cho bà tứ phi Phi Yến, khẳng định nhân dân Côn Đảo. Thank you.
miên man lần theo dấu tích của những con người gắn ký ức mình nơi vùng đất hoang sơ. Côn đảo của quá khứ hiện lên đầy quyền bí và bao dung. Quyền bí trong sự tưởng tượng của nhiều người, trong sự quyền bí của một hòn đảo chiếm trọn 2/3 diện tích một quần đảo 76 km². Côn đảo thể hiện sự rộng lớn của mình không chỉ ở thiên nhiên mà còn ở sự hòa hợp nhiều mảnh đời trên một mảnh đất. Từ gia đình chúa Nguyễn Ánh đến những chiến sĩ Phan Châu Trinh, Võ Thị Sáu và cả những chúa đảo. Ngoài ra, côn đảo còn là một kho tàng những câu chuyện dân gian như sự tích Hòn Cao và bãi Đầm Trầu, sự tích Hòn Tài, Hòn Trác, sự tích bãi Ông Đụng, vân vân. Không rõ vẻ đẹp hoang sơ của côn đảo tạo nên niềm cảm hứng để những người dân trong vùng thi vị quá những câu chuyện thường ngày, hay chính người con của vùng đất này biết thổi hồn vào nơi đây để côn đảo pha lẫn thực hư. Cũng có thể tự thân vùng đất này đã mang trong mình những câu chuyện ấy và luôn chờ thêm những khám phá mới từ con người mà thôi. Mỗi địa danh ở côn đảo đều gắn liền với một truyền thuyết, nơi vùng đất của những hòn nối hòn, bãi nối bãi là những câu chuyện mà giá trị của nó tỏa sáng tỷ lệ thuận với bước chuyển của thời gian. Núi non sông nước ở đây lại thêm phần lãng mạn với tình yêu đôi lứa. Không rõ từ căn cơ nào, tên tuổi những con người chân chất mộc mạc lại in hằn trên mảnh đất của quê hương đất nước. Tự trí sáng tạo của chính con người theo dịch nên, hay như một định mệnh của đất trời, cớ sự quan trái của một gia đình lại làm động lòng đến những vật tưởng chừng vô tri vô giác. Hai thế kỷ đã trôi qua, nhưng những thắng cảnh mang tên bãi Ông Câu, ấp Trảng Tranh, Hòn Cao, bãi Đầm Trầu vẫn không phai mờ, mà ngược lại khắc ghi ngày càng sâu đậm trong tâm trí của người dân côn đảo như một bài học của người đời xưa dành tặng người đời sau và những người đời sau sau nữa. Tích tắc thời gian, côn đảo giờ đây là như thế, nhẹ nhàng, bình yên, trong lành. Ở côn đảo, thiên nhiên thật sự là một người bạn nếu chúng ta biết cách thưởng thức và trân trọng. Những ngọn gió, những con sóng lăn tăn, những hạt cát tung tăng ở vùng biển Việt Nam không thiếu, nhưng hương vị ấy ở côn đảo lại mang một cảm giác khác, không chỉ ở khí hậu mà còn vì mỗi vùng đất mang một nhịp đập thời gian riêng biệt. Côn đảo đã thay da đổi thịt theo từng tiếng đập của thời gian. Từ vùng đất bị nhiều người xa lánh, nay lại là tâm điểm của những khách nước ngoài thích cảm giác hòa bình vào thiên nhiên, trải nghiệm những dịch vụ mới ở côn đảo. Là một người yêu nhạc, tôi tin chắc rằng ở đâu cái đẹp được tôn trọng thì ở đó tội ác bị đẩy lùi, ở đó chẳng cần đến luật pháp. Đấy là lời của một nhạc sĩ nổi tiếng ghi nhận về côn đảo. Vùng đất từng mang trên mình những gánh nặng non nước của bao con người bỗng trở nên ngọt ngào và thơ mộng trong đôi mắt của người nghệ sĩ. Và với tâm hồn giao cảm và đồng điệu cùng nét đẹp nơi đây, ông đã hoàn tất chương cuối vở nhạc kịch Bất Hủ, vở nhạc kịch mang tên Green Ida đã ra đời trong ngôi nhà công quán vào đêm 19 tháng 4 năm 1895. Những âm thanh của côn đảo ngày ấy là chất xúc tác đưa cung bậc cảm xúc của người nhạc sĩ này đến một thế giới opera mà có lẽ cả cuộc đời ông vẫn không thể nào quên được, dù chỉ lưu lại đây trong một tháng. Khi đến với công quán, nhà khách của chúa đảo, bạn sẽ thấy dấu ấn đẹp đẽ một thời ấy.
The cooking, yeah, the cooking class was really good. We started off with the spring rolls. Lớp học nấu ăn này thật là thú vị. Chúng tôi thử sức với món chả giò, là một món ăn truyền thống của người địa phương mà tôi rất thích, nhưng nó cũng khá là khó làm đấy. Anh có thích những món ăn ở đây không? À, ngon lắm. I really liked caramelized. Anh rất thích món thịt kho trứng. Còn em thì sao? Yeah, I like the. À, còn em thì thích nhất là món hải sản. Chúng rất là tươi. Really fresh too. I had tried the. Ở Tây Ban Nha, tôi đã từng thử một vài món ăn Việt Nam. Tôi đã từng thử món thịt kho trứng. Món này thật là khó để phát âm. Còn anh? I only tried in a restaurant, few restaurants. Anh chỉ được thử qua vài món ăn Việt Nam trước đây ở nhà hàng, bởi vì ở Paris không có nhiều nhà hàng Việt Nam, nên rất khó tìm được những món ăn kiểu như thế này. Anh cảm thấy rất quý thời gian ở bên đây vì có thể khám phá được những món ăn Việt Nam. Ở Paris, chúng tôi cũng đã từng thử, nhưng không nơi đâu lại ngon như ở nơi đây. Như quý vị thấy, với phong cảnh thiên nhiên hữu tình trời phú như vậy, Côn Đảo thật sự thu hút nhiều bước chân khám phá, từ tìm hiểu giá trị lịch sử cổ xưa cho đến tìm hiểu những giá trị thiên nhiên hiện đại. Và Hiếu Hạnh hy vọng là chương trình 101 điểm đến thú vị với chủ đề khám phá thiên nhiên ở Côn Đảo sẽ mang đến cho quý vị những giây phút nghỉ ngơi thư giãn cuối tuần thật là thú vị và bổ ích để bắt đầu một tuần mới làm việc học tập tốt hơn. Và cũng như là hình ảnh Côn Đảo ẩn mình đứng lên sau những vết cắt của chiến tranh, và ngày nay thì mọi người biết đến Côn Đảo như là một bức tranh thiên nhiên vừa kết hợp sự cổ điển hoang sơ vừa trẻ trung hiện đại. Khám phá Côn Đảo sẽ được tiếp tục với câu chuyện khám phá về khu rừng sở rẫy và trải nghiệm thiên đường du lịch Côn Đảo. Việc khám phá và trải nghiệm ấy sẽ càng ấn tượng hơn khi được thưởng thức bằng giác quan thứ 6. Đó là cách cảm nhận như thế nào? Mời quý vị đến với tập 2 của Khám phá Côn Đảo trong chương trình 1001 điểm đến thú vị kỳ sau, phát sóng lúc 18 giờ thứ 6, phát lại 7 giờ và 12 giờ trưa thứ 7 hàng tuần trên VTV4.